Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, ở trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem một con siêu phẩm mắc cú, nhưng mà tí nữa lên trên đồng mình sẽ review kỹ hơn của hai bố con. Hai bố con được rồi, mình gọi bằng anh cho trẻ. Của hai bố con nhà anh trai ở dưới vôi đấy, dưới vôi ngay gần nhà mình thôi. Đầu tiên thì lên chỗ mình là anh ấy tính đặt cái con diều nó có 3m8 rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà 3m8 nó nhỡ quá, chơi hẳn 4m luôn đấy, ý định là 3m rưỡi, 3m8 lên hẳn 4m luôn. Thế là trong cái video ngày hôm nay thì anh ấy mang sáo lên để lắp để test luôn các bạn ạ, xem nó có cân đối, nó lên có ok hay không thì là chốt và nhấc nhá. Còn hiện nhân này chơi lâu chưa, mấy năm rồi, mấy năm rồi hả? Không biết được, hai năm chơi lâu quá, lâu lắm quá rồi, quên hết năm anh em ạ. Quên hết năm rồi. Cái này không cần, diều lắp xong mà tháo hết ra để cho nó cong tự nhiên đấy. Không cần kéo cái dây giữa đấy. Đây là một dàn gì đây? Hoa đàn đấy. Hoa đàn D65 đấy, tàu 65 đoán chuẩn lắm. Đi em anh ạ, mày cầm cái đấy làm gì? Lấy cái dây 2 ly 3 ấy. Thế thôi mày cầm cái dây đấy cũng được. Tòa thế. Ôi trời ơi, cầm dây đấy chết tạm hơi nặng một tí nhưng mà không sao. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa hai bố con anh dây lên trên đồng để test con diều nhá. Full vai si. Đấy, mắt cú đỏ anh em ạ. Đấy, tí lên trên đồng mình sẽ review kỹ hơn. Đấy, anh dây rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Lên một phát chốt con diều, chưa cần biết là ngày nào thấy diều nhưng mà thanh toán hết sạch luôn. Đến bây giờ là mình hơi bị nhỡ hẹn một tí. Đấy, mong bác thông cảm. Nhớ hẹn chắc được tuần, nhớ mấy ngày, mấy ngày thôi nhỉ? À chắc tuần nhỉ? Hẹn 2 tuần nhưng mà đến bây giờ là 3 tuần rồi. Ok đi test thôi. Đâm không? À, anh Giai đâm đi. Diều của mình đâm luôn, trải nghiệm đâm luôn. Hoặc là có thể chạy, bác chọn kiểu gì thì chọn. Đây anh em ạ, hiện tại thì mình đang có mặt ngoài đồng, quân dựng con diều lên cái em này. Cho nèo nó về giữa rồi kiểm tra nèo trước khi đâm ấy. Đây anh em ạ, đây là chân dung nguyên con diều 4m mắt cú đỏ. Đây. Đây, rất là nhiều anh em hỏi mình về cái con mắt cú đỏ này, thế nhưng mà nó chỉ có trên mẫu diều to thôi anh em ạ. Chứ còn diều bé này nó không có đâu, diều bé này mình không có. Tại vì cơ bản nó không căng, nó không đẹp nên mình không làm các bạn ạ. Đấy. Mình sẽ cho các bạn xem mặt trước và mặt sau. Đấy. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Dây này rất là nhiều chỗ để mua. Cái dây này đơn giản là dây thủy sản mà. Vâng. Mua đâu tí vào giống như mua thôi. Vâng. Nào, bây giờ giải dây đi Minh này. Cho mày chạy, mày khỏe mày chạy, giải dây dọc đường này, cứ đâm dọc đường này nó cắt lên này. Đấy. Trước khi về với tay chủ mới là phải test phát anh em ạ. Mình làm điều gần như là chưa có một con nào mà mình không test cả các bạn ạ. Con nào cũng phải test lên ngon lành mới gửi. Cho nó dài dài dây ra xong bắt đầu chạy nhá, chứ không là nó rối hết đấy. Ừ, hiểu chưa? Khả năng là chúng ta cầm dây cùng đi. Cá co ra cầm dây đi. Ra cầm dây chạy cho nó tít. Đấy. Ừ. Còi năm nay mấy tuổi? 7 tuổi à? 7 tuổi. 7 tuổi chơi được 2 năm nha, chơi từ 5 tuổi. Phải nói là một ông bố rất là quốc dân đấy. Mua tận con diều 4m cho con trai 7 tuổi chơi nó. Quá tuyệt vời anh em ạ. Mua con này về cậu này chắc chỉ có ngắm thôi. Không có thả được các bạn ạ. Khẳng định em không thả được. Em ơi, chỉnh neo đi. Chỉnh neo xem nó ở giữa không? Đo xem nó có ở giữa không? Xem nó đang ở giữa hay nó ở đâu? Tí đâm xem nó ở giữa hay nó ở đâu? Được không? Cứ cho nó ở giữa. Được rồi, cái đấy kệ nó anh. Đo xem nó ở giữa hay nó ở đâu. Đấy. Kiểu căng đét vào. Đấy, ok. Đấy, tí rồi đâm, cứ thế là đâm thôi. Em đi dịch ra được kia tí đi. Để anh ấn đây không? Cứ đi đi xong anh ra. Cho bác này bác ấy đó. Bác đi qua thôi đấy. Ở đây thì dạo này mình hay được ra cái hướng này test diều anh em ạ.
Hay thực ra cái hướng này test nhiều, tại vì cái địa điểm nó rất là đẹp. Nào đi đi em, đi đi. Con này cõng ra này thì quá là nhẹ nhàng rồi. Minh ơi, một người gỡ dây rồi một người chạy. Đi đi chú. Làm đi, ta đi thẳng đây mà. Ta đi thẳng đây á. Vâng. Có lên không? Giờ cháu chưa con nào không lên cả. Lên vắt, ta đi được luôn. Đi từ từ thôi, không là dối. Lại dối dây rồi. Ôi, riêng Minh này nó gỡ dây nó kém lắm anh em ạ. Hay bị dối á. Đâu, anh xem mà anh thấy cái nẻo nó đang lệch lệch cái sao ấy. Kiểu lệch lệch kiểu gì ấy. Xem ấn, ấn đây mà. Ấn ấn diều xuống đây mà. À vâng. Trẻ con giữ nữa nó còn thích cơ. Mà bây giờ mình sẽ đi ra đằng sau nha các bạn nhé, cho anh em chiêm ngưỡng từ đằng sau nó lên. Cú mắt đỏ. Trước thì mình có con 3m86. Còn bây giờ con này là con 4m anh em ạ, to hơn rất nhiều. Cõng trên mình dàn hòa đàn cũng đỏ luôn. Phải nói là bác chủ các chấp chơi phết anh em ạ. Toàn màu đỏ thôi. Không biết đâu rồi. Đây có một chú dài đang đi tập thể dục cũng đỗ lại để xem con diều này các bạn ạ. Nói chung là ai cũng thích chơi nhưng mà cơ bản là có thời gian hay không. Ôi trời ơi, chảy đây nhiều dây thế. Ui, nó gỡ bằng kia dây, nó thả đến may ra rồi. Nào, chuẩn bị mắc loa đeo tai nghe lại nhá. Nó mắc quẹ vào xe đạp rồi kìa. Nào. Chạy nèo ơi. Hơi lệch về bên kia cả. Chạy nèo, không khóa nèo, tét vội quá không khóa nèo. Lên rồi anh em ạ. Lên ngon lành rồi. Lên ngon lành rồi, mỗi tội chạy nèo anh em ạ. Về khóa quả nèo nữa là ok, bây giờ mình sẽ đưa anh em ra chỗ gốc dây nha anh em nhá. Ra gốc dây chơi. Nào, đến rồi anh em. Đến rồi. Khiếp đâu, trông trông của mình nó nhăn nhó đây. Người ta đi thả diều giải trí vui chơi anh em mà nó nhăn nhó. Làm sao mà không lên được. Ghé là do nó chạy nèo chứ có cái gì nó không khóa nó chạy chả thế. Đâu cái thủ tục đâm của mày nó lâu ấy hả? Rồi. Đây anh em ạ, lên ngon lành rồi. Có mỗi tội là nó bị chạy nèo chứ đâm ra nó hơi nghiêng bên bên trái rồi anh em ạ. Tí về khóa nèo cái ok ngon lành ngay. Đấy, đây giữ, à? Giữ đi mình. Đây anh em ạ, mình người ta bảo là đi thả diều giải trí vui mà thấy mình mặt nó nhăn đấy, mình nhăn từ đầu đến cuối. Người ta đi thả vui chơi, đi ngắm diều vui với cái nhăn nữa nào. Ê, càng thật anh em ạ, mình nhăn. Này cậu này cầm dây đi, trải nghiệm đi. Cầm đi. Ngại à? Ngại gì, diều của mình mà cầm giật nhiệt tình chứ. Mình không giật được nó thì nó giật mình. Đổ lên được, đủ gió lên đấy. Lên thì lên thoải mái, đâm dài tí nữa. Kể cả mình thả dây cho mình chạy nó vẫn lên bình thường ấy. Thế nhưng cơ bản là test thế thôi. Để cho bác cái mang về thôi. Không nó tối, nó muộn. Giờ bắt đầu gió đẹp. Lên thoải mái, gió thì bắt đầu gió đẹp này. Mày lùi lùi ra kia, xong bắt đầu mày chạy tít lại đây phát đấy mà. Thôi chạy được, mệt lắm. Mệt lắm mày. Ừ, bác chạy tít quá. Con này nó đang ấy, nó đang chạy nèo, chán quá. Về khóa lại cái nèo, ok, kéo đi. Nó vươn mà kéo. Kéo thì cả hai anh em cùng kéo. Hai chú cháu cùng kéo. Nào. Đây, đúng chạy nèo rồi, 100.000 rồi. Xuống nhìn cái nèo phát biết ngay anh em ạ. À, nhiều anh em bảo tôi bảo là thả hẳn hoi cho nó lên cho nó ngon lành nhá. Ở trong cái video này cho anh em hiểu luôn là cái vấn đề là ở đây là tôi đang test diều cho chú anh em ạ. Thế là test xong là cho chú mang về thôi chứ còn bây giờ thả thì đến tối chắc mai chú lên chú lấy mất.
Nhưng mà tôi đen lắm các bạn ạ. Mỗi lần mà cái tép diều của khách mà để qua đêm cái là hôm sau là không còn. Đấy, mà thế là đâm ra là tôi ngại nhất cái vấn đề mà khách đến nhà mà đặt cọc mới lại giả hết sạch tiền, nó áp lực lắm. Qua đẹp này. Tôi đem về nhà và chú thả thoải mái. Đấy, khóa nèo phát về nhà là chú ở dưới kia, chú chơi diều là có ai chơi cùng không? Không. Một mình chơi. Có mấy đứa chơi. Mấy đứa chơi thì mệt lắm. Một mình chơi này mệt lắm. Mày chạy bộ ra đây chứ? Không, đi bộ. Đi xe đạp. Đấy, kéo về tận đây. Con này về tận đây thì khỏi phải suy nghĩ rồi. Về gần đến nơi cho chú chủ đích thân chú ấy kéo tận tay nha anh em nha. Bắt đầu bây giờ là gió nó về đến đây nó mới đẹp về, thế nhưng mà tiếc quá. Phải kéo thôi. Sao bây giờ này đứng này, nó vẫn hơi ghé ghé đấy. Chú ở cháu tí, chú ở cháu bên trên tí. Ôi không còn găng. Cần đi găng. Nó phải thanh niên yếu đuối ấy, chú phải công nhận không? Tí tuổi. Yếu đuối. Mày nữa. À, một mình chú này không cần găng tay, chú kéo luôn này. À, không có người yêu, không có vợ là phải rồi. Con gái này nó không thích. Bên đầu nó vườn. Con này thì siêu cứng rồi. Đâm hết không thấy cong. Hai chú cháu thấy chạy tít thế không thấy cong. Ê, nhưng mà đổi ngược lại nó vẫn là rất là dễ lên anh em mà. Cứng nhưng mà lại dễ lên chứ không phải cứng đảo trao các kiểu đâu. Giờ về đâu đẹp với ba. Hả? Chịu. Giờ về đi uống rượu. Giờ về đi uống rượu hay đi thả diều á. Rượu đéo say mấy ngày thì à. Đéo còn nghe. Chú á? Mày. À cháu á? Cháu đi uống rượu giờ vẫn chưa có. Cháu không hôm nào là cháu không có rượu trong người cả. Có nhiều thì có ít thôi. Tận tay luôn chú ạ, cho nó chất. Anh em cùng xem cái màn kéo diều về tận tay của chú nhé. Chú chơi diều bao nhiêu năm rồi? Chơi từ lâu lắm rồi. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 50 tròn. 50 tròn. Hay dạ. Chú 7 đấy ạ. 50 nồi bánh trưng tròn anh em ạ. Chơi ông ngoại không? Cụ ngoại, cụ ngoại. Vâng, à thế thì lâu lắm rồi. À, Tân Thanh ông cụ ngoại ở bên Tân Thanh. Vâng. Ây da. Sắp tận tay rồi anh em ạ. Sắp tận tay rồi. Đến gần cái đoạn này chú vừa kéo vừa lùi đi. Vừa kéo vừa lùi ra đây này. Đấy, lùi ít một thôi để con đường ấy. Đấy, gió đẹp lắm, thoải mái kéo tận tay chú ạ. Thoải mái. Cứ đều đều tay vào, gió đang đẹp, đều đều tay là ok. Đấy. Tận tay rồi. Hiền lắm. Cứ vừa kéo vừa lùi chứ ạ, vừa kéo vừa lùi. Nice. Ôi giời. Tận răng luôn. Hiền không chú? Để cháu xem cái nèo là. Chú xem cái lèo có phải nó nghiêng không? Đuôi. Ôi kéo. Về phải khóa bóp. Bóp nó lên tận đây. Bóp nó lên tận đây. Nó lên thì cái này nó xô. Cái đấy nó xô lên cái thì là nó thành sang bên này. Tí để cháu bóp nó vào đây cái là ok ngay. Hóa nó vào nó lên nó hiền hơn, ngon hơn. Đấy. Ok bây giờ tháo rồi. Có tháo diều luôn không chú? Có, mang về nhà đấy. Nào, tháo để mang về thôi. Tháo về cho vào túi chú. Vâng. À đấy chú nhắc túi cho mình nhớ đây. Hôm tí quên. Qua đây. Vác con diều về đi em. Ok anh em đợi mình tí về nhà mình review tiếp cho các bạn xem.